Rồi, hello, xin chào cả nhà mình nhé. Sáng nay Toàn tiếp tục quay cho cả nhà mình một số cây thành phẩm siêu mini của vườn nhà Toàn nhé. Đầu tiên là cây sâm hương nhé cả nhà ha. Một cây sâm hương siêu mini như thế này nhé. Sáng nay Toàn quay toàn bộ là cây siêu mini hết nhé. Cây sâm hương siêu mini như thế này nha cả nhà. Rất đẹp và rất duyên nhé. Thành phẩm và chậu đồ tàn chi đầy đủ luôn nè. Cây số 1 nhé. Đây là cây số 1 nha cả nhà ha. Cả nhà mình muốn giao lưu thì inbox qua Toàn nhé. Inbox qua Toàn thì Toàn có để cái số điện thoại, số Zalo ở phía cuối như cái video á đó, cho cả nhà mình. Thì giá cũng yêu thương thôi. Hàng mini thì giá tầm từ nếu mà thành phẩm luôn thì cứ từ 400.000, 500.000, 600.000 nha anh em ha. Nuôi rất là lâu. Đây cũng là một cây thứ hai nha cả nhà ha. Sâm hương siêu mini nha cả nhà. Đó. Thì phân lại chăm bón rất là kỹ nha cả nhà ha. Đây là sam nha cả nhà ha. Kia là sâm hương, đây là sâm trái nha cả nhà, sâm trái nè. Hồng ngọc mai nha cả nhà, hồng ngọc mai nhá, đế gốc như thế này nhá. Rất là nhiều cho cả nhà mình. Để mình lục ra một số cây sâm hương nữa nhá. Đây cũng là một cây sâm hương rất là duyên, rất đẹp này. Đây nha cả nhà ha. Đã dày tàn dày dâm luôn nhá. Đó. Cây sâm hương trong kia cũng rất là đẹp nè. Đây nhá, mình cầm cây lên cho anh em mình xem nhá. Đó. Rất là đẹp nhá, rất là duyên nhá. Tiếp tục cây trong này cũng vậy nhá. Mình xếp nó gọn quá nhá, nó nhiều quá nha cả nhà ha. Cho nên là thành ra là không có thọc cái tay vào nè. Nó không có cầm ra hết cho cả nhà mình xem, mình quay sơ bộ được cả nhà mình xem. Chốt lại nhá, như cây trong này đó, cây này mình quay sơ bộ như vậy đó. Đó, cả nhà mình chốt cái nhìn cái mẫu thôi, chốt cái nào thì inbox cho Toàn, Toàn sẽ lấy ra cho cả nhà mình xem. Đây cũng là một cây sam trái rất là duyên nha cả nhà ha. Đây, cây sam trái rất là duyên, cây sam này rất là duyên và đẹp nhá. Cả nhà mình xem cây này rất là duyên và rất là đẹp nha. Đó, đế nổ này. Cái sam rất là đẹp nha. Mình quay sơ bộ thôi chứ mình không có series quay rõ nha cả nhà. Thì cả nhà mình chốt cái nào dòng siêu mini thì Toàn quay cả vườn cũng chứ nó nhiều quá. Mình quay vậy rồi cả nhà mình chốt cái nào thì inbox Toàn cái đấy. Cái này là cây hồng ngọc mai nha cả nhà. Hồng ngọc mai nhá. Mai chiếu thị kim giòn nha cả nhà ha. Đó. Cái sam hương nữa nè. Đó, đây nha cả nhà ha. Mặt hàng này là mặt hàng siêu mini nhá. Rất là nhiều cho cả nhà mình luôn. Đây là một cái hồng ngọc mai rễ bay như thế này, rễ bay trong một chậu siêu mini như thế này nha cả nhà ha. Đó, Toàn quay tàn cho anh em mình xem này. Đó, hồng ngọc mai nhá. Đây cũng vậy nè. Toàn bộ đều là hàng thành phẩm siêu mini cho cả nhà mình nhá. Đó, anh em mình xem giúp em nhá. Đó, cây rất là duyên và rất là đẹp nhá. Đây cũng là sâm hương nhá. Đây là một cây sâm hương nha cả nhà ha. Và một số loại như là mình đang làm nè, những giai kẹt đây là những dạng đang làm nè, chưa xong nha cả nhà. Sau này thì tương lai thành phẩm giao lưu cho cả nhà mình rất là nhiều. Đó, mình quay một số mặt hàng siêu mini thôi. Đó, đây cũng là một cây hồng ngọc mai nè, rất là đẹp nha cả nhà ha. Toàn bộ đều là hàng siêu mini nhá. Đây là cây sâm hương dáng trực nha cả nhà, sâm hương dáng trực rất là đẹp. Đây là cây sâm sâm trái nhá. Đó, sâm trái rất là đẹp nha cả nhà. Đang trái nè, đang mùa trái của nó nè. Đó, trái cho rõ ràng cho cả nhà mình xem trái luôn nha. Đó, cây sâm hương. Đây cũng là một cây sâm hương dáng huynh đệ nè. Sâm hương dáng huynh đệ nha cả nhà ha. Đó. Rất là nhiều những cái sản phẩm siêu mini rất là đẹp. Anh em mình cảm thấy giao lưu được cây nào thì anh em mình giao lưu nha. Cái này là sâm hương dáng huyền nha. Đó, này là sâm hương dáng trực nè, trồng bằng 100% đất Akama nha. Dáng trực nè, bay lát rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, đây cũng là một cây dáng, cây đây là dáng huyền nè. Cây dáng bạc phong nha cả nhà ha. Cây này là bạc phong nha. Bạc phong hồng ngọc mai nha cả nhà. Đó. Hồng ngọc mai thì nhiều, hồng mai rất là nhiều nha cả nhà. Hồng ngọc mai lớn mình cũng có nha. Hồng ngọc mai lớn cây như thế này cũng có nha. Rất là nhiều, đa dạng, đa chủng loại cho cả nhà mình luôn. Đây là sâm hương thì lớn nhỏ đều có nha. Dáng huyền thì mình nhiều. Đó, thác đổ thì mình gần như hết rồi. Dáng trực thì mình còn khoảng 2 cây.
Đó. Đây là trực lắc coi lớn này, sâm hương trực lắc coi lớn nha cả nhà ha. Đó, cả nhà mình thấy mùi coi trực lắc rất là đẹp nha. Đó, rất là đẹp, rất là to nha. Đó. Đây là đinh lăng cẩm thạch nha cả nhà. Đó. Đây là một cây hồng ngọc mai thác đổ nha. Đổ bay như thế này, tàn rất là đẹp. Đây cũng là một cây sâm hương siêu mini nè. Đó, cái sâm hương siêu mini tàn đi nè. Tàn cũng đi theo thế nhưng mà đều nó chưa mịn hết nha cả nhà ha. Thì mỗi cây cây nào giá nó, cây nào chưa mịn thì giá chưa mịn, mà cây nào mịn thì giá cũng nó có tiền của giá mịn nha. Đó, cây này nó mà tàn chưa mịn này nhưng mà đã ra dáng là thế rất là đẹp rồi. Đó, và những một số cây như thế này. Đây cũng là một cây sâm hương siêu mini này cả nhà mình thấy không? Tàn đã tháo kẽm nè, bay rất là đẹp nha. Đó, đang nuôi thêm nha cả nhà ha, nhưng đủ tàn đủ chi rồi. Và một số cây ví dụ như đây, cây này đang nuôi nè. Anh em mình nhìn rất là đẹp không? Rất là duyên nhá. Cây này cũng vậy này, siêu mini nhá. Ờ, hàng siêu mini thì em rất là nhiều đó, sam này. Sam trái siêu mini nhá cả nhà ha. Đó, rất là đẹp và rất là duyên. Rất là đẹp và rất là duyên, đang trái luôn nha. Đó, vườn em thì đa phần là siêu mini nha anh em ha, hàng mini và siêu mini. Mini và siêu mini nhá. Đó. Rất đẹp cây sam trái nè. À quên, cây sam bông nha cả nhà, cây sam bông. Sâm bông rất là đẹp nha. Rồi cả nhà mình xem video á, anh em mình thấy cây nào hợp lý, anh em mình thích cái dòng nào thì inbox với Toàn nha. Thì có là toàn cỏ hồng ngọc mai này, đây là toàn bộ đều đây là hồng ngọc mai này cả nhà ha. Đó, hàng đang chưa lên chậu nhưng mà tay chi đã đều hết rồi, tay chi đều hết rồi mà chưa lên chậu nha cả nhà. Đó là hồng ngọc mai. Đó, đây là xuân liễu nhá, xuân liễu nha cả nhà. Sâm trái. Hoa ngọc mai này cả nhà, hoa rất là đẹp nha. Dòng hoa mai hoa rất đẹp mà tàn chi đi hết rồi, rễ nổi cho cả nhà mình luôn. Quay cho cả nhà mình xem cái phần rễ phía dưới này nha. Hoa rất là đẹp. Đó, mình làm rất là kỹ nha cả nhà ha. À, cái đây cái trà phúc kiến này, rất là đẹp ha. Linh sam nha. Để linh sam nha cả nhà. Rất đẹp, rất duyên nè. Họ sam. Bay lắc rất là đẹp. Linh sam siêu bông. Sam. Đó. Đây cũng là một cây linh sam nổ rễ rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Ở cả nhà mình chốt cái dòng nào thì inbox Toàn nha. Rất là nhiều cây đẹp cho anh em mình luôn. Từ cây phôi cho đến cái cây thành phẩm. Cỡ nào mình cũng có. Đó, sam trái nha, đang mùa này đang trái rất là nhiều nha cả nhà, trái nè. Toàn bộ là những cái cây rất là duyên và bộ đế rất là đẹp và trồng vào những cái chậu tèo rất là đẹp nha cả nhà ha. Đó. Tất nhiên thì giá nó cũng sẽ rất là giá nó cũng không mềm lắm đâu. Nó mình nói là mềm nhưng mềm đối với những anh em nào chơi chuyên nghiệp nhá. Chứ còn sơ sơ thì mình không biết được đâu. Hải Châu ra bông quá trời luôn cả nhà. Ra dày luôn. Đây là bông của Hải Châu nha cả nhà. Cái Hải Châu mini nè. Đó. Cả nhà mình thấy bông không? Bông quá trời bông luôn. Đó, nhìn xa cả vàng này, vàng từ siêu mini này. Đó, qua tới vàng trung bình rồi vàng cao hơn xíu và to hơn xíu, mình xếp rất là gọn và rất là đẹp cho cả nhà mình. Đó, mình quay lại cho cả nhà mình xem. Cả nhà mình chốt cái dòng nào thì cứ inbox cho Toàn nha. Nhiều bạn cứ inbox hỏi nhưng mà không coi hết video mình, hoặc là cũng không add Zalo Toàn nên là Toàn không thể gửi riêng từng coi được. Gửi trên YouTube thì mình đâu có thể nào gửi từng coi được cả nhà ha, thì quá nhiều đi, không biết là cả nhà mình thích cái dòng nào và lựa dòng nào. Nên là nhiều khi nó vậy. Cái này cái linh sam hai màu này, một màu tím một màu trắng này cả nhà ha. Đó, tay Toàn hơi run nha cả nhà thông cảm. Đó. Mùa này Hải Châu ra bông thì cực kỳ đẹp luôn. Đây là bông cuối mùa này, bông cuối mùa ra kẻ cây luôn cả nhà thấy không? Đó, cả nhà mình chốt cây nào thì inbox Toàn nha. Đây là Toàn quay cả vườn. Thì trưa về chiều về Toàn sẽ quay từng cây sâu. Quay từng cây. Tại vì cái video của YouTube thì nó cho mỗi lần quay là 10 phút nha cả nhà ha. Thì quay từng cây thì đo hành đồ này nọ rồi nó rất là lâu. Nên Toàn quay tổng thể như này. Anh em mình có số Zalo, có số điện thoại Toàn thì liên hệ Toàn chụp cây theo cái ý muốn của anh em mình đó, thì nó dễ hơn nha. Rồi, chắc là Toàn sẽ kết thúc video ở đây. Đây là hàng siêu mini nha cả nhà ha. Kết thúc video ở đây thì nói chung mùa dịch này cũng anh em cũng hơi khó khăn, nhưng thành ra là chuyển cây nó cũng khó. Chúc cho cả nhà mình thì
qua cái mùa dịch này, sức khỏe ai cũng bình an ha, để cả nhà ha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà mình nha.